Bà đang ngồi ăn cơm với đứa con, thì cái bà mẹ mới đi xuống nói bụng, con ơi mẹ muốn ăn cơm. Rồi con mới hé mắt một cái, nó ăn gì ăn hoài, mới lấy cái chén cơm bới cho bà già mà không cho ngồi ăn chung, mới đuổi bà già ra một góc mà ngồi mà ăn, chứ không được ngồi ăn chung giống bụng bực á. Thì cái đứa con gái nó ngồi đó luôn, nó thấy cái hành động của má nó như vậy thì cũng là một cái tự nhiên thôi. Nó đứng dậy, nó cũng lấy cái tô, nó bới một cái chén cơm, nó chỉ vô mặt nó, nó lỡ đằng kia ngồi ăn. Thì tự nhiên cái bà má này bà giật mình, bà thấy được cái nhân quả. Bà mới vừa ứng xử với má bà như vậy thôi, thì đứa con nó liền ứng xử như vậy liền. Thì lập tức bà quỳ xuống, bà quỳ xuống mà lại má bà, bà xin lỗi. Có một cái bà đó đó, bà mẹ bà đói bụng, bà đang ngồi ăn cơm với đứa con, thì cái bà mẹ mới đi xuống đói bụng, con ơi mẹ muốn ăn cơm. Rồi con mới hé mắt một cái, nó ăn gì ăn hoài, mới lấy cái chén cơm.